Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với video hướng dẫn chia sẻ giải đáp thanh âm nhạc, nói chung là về thanh nhạc, về ca hát. Mình là giảng viên thanh nhạc, mình là thầy Phong hay nói. Xin chào. Nếu các bạn chưa biết đến mình hoặc là các bạn đã biết rồi thì các bạn hãy cứ tiếp tục xem, mà chưa biết thì hãy nhớ đăng ký kênh và theo dõi kênh của mình nha. Bởi vì nếu các bạn thích học hát thì đây là một cái video, và những video trên kênh của mình sẽ giúp cho các bạn có những cái kiến thức để các bạn có thể hát hay hơn. Ok, và sau đây chúng ta sẽ đi về vào nội dung là làm sao để chúng ta có thể hát hay hơn. Tại vì nhiều người hỏi mình lắm, thầy ơi tại sao em tập kỹ thuật này em hát không hay, em hát như thế này không hay, giọng em như vậy có hay hơn không, hay vân 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 vân. Thì mình sẽ đưa ra cho các bạn ba cái yếu tố để cho các bạn có thể hát hay hơn. Ok. Đầu tiên á, là nếu như các bạn phải yêu tôi muốn hát hay hơn là các bạn phải để ý giùm mình một chút xíu nha, là mỗi người á sẽ có những cái dòng nhạc riêng để mình hát hay. Mỗi người sinh ra là họ sẽ có những cái dòng nhạc mà mình thích, hoặc là mình sở trường, hoặc là mình hát hay á. Thì các bạn phải nghiên cứu chính bản thân của mình, xem coi các bạn phải hát thử, phải tập thử, tập luyện nhiều, hát nhiều các thể loại khác nhau, đa dòng nhạc, nhạc nhanh nè, nhạc chậm nè, nhạc vừa vừa nè, nhạc nặng nè, nhạc nhẹ nè, ví dụ nhạc rock, nhạc rap là nhạc nặng nhẹ đó, rồi nhạc bolero nè, nhạc ballad, nhạc pop, nhạc dance, nhạc R&B, thì các bạn phải thử hết để xem coi các bạn chọn ra là thứ nhất là dòng nhạc nào các bạn hát vào là các bạn cảm thấy sướng nhất, và thứ hai là dòng nhạc nào là hát vào mà nhiều người khen nhất. Đó, thì các bạn phải phân tích được điều đó, các bạn tổng hợp vô thì các bạn mới ra được cái vấn đề là dòng nhạc nào là phù hợp với mình. Mình chọn cái dòng nhạc cho nó phù hợp. Và thứ hai là các bạn phải nói tới dòng nhạc phù hợp á, thì nó mình có thể gọi nôm na nó gọi là cái cá tính, cái chất nhạc. Đó, phải nói là cái chất nhạc nào mà nó phù hợp với mình. Các bạn có thể suy nghĩ thêm về cái chất nhạc đó. Ví dụ như cái mình hát nhạc, cái chất nhạc sôi động, cái chất nhạc của mình là sôi động chứ không chỉ là dòng nhạc. À, các bạn có hiểu không? Cái chất nhạc của mình là sôi động thì các bạn phải chọn lựa những cái bài nhạc, cái dòng nhạc mà nó sôi động. Những cái bài nhạc, những cái dòng nhạc mà nó sôi động. Còn cái chất nhạc của mình á là buồn bã, nhẹ nhàng, rên rỉ thì các bạn phải chọn những cái dòng nhạc đó. Thì cái đó gọi là cái chất nhạc, chứ nó cũng có thể là chúng ta không có bị lệ thuộc vào một dòng nhạc nào đó, một bài hát nào đó, mà chúng ta phải xem coi là cả cái chất nhạc nào đó để chúng ta có thể đa dạng được chất và cá tính âm nhạc của mình. Thì đó là yếu tố đầu tiên là giúp chúng ta có thể hát hay hơn. Thì chọn đúng bài là hát hay thôi, cái này là việc chọn bài đó các bạn. Yếu tố đầu tiên là chọn bài cho nó phù hợp, mà chọn gì? Chọn cái dòng nhạc, chọn cái chất nhạc và chọn cái cá tính cho phù hợp với mình đầu tiên nha. Ok. Vấn đề thứ hai. Ok, vấn đề thứ hai mà các bạn nên quan tâm để mình hát hay hơn, đó là hãy trang bị cho mình những kỹ năng thanh nhạc cần thiết. Kiến thức và kỹ năng. Ok nha. Kiến thức, kỹ năng. Ví dụ như các bạn chọn được cái bài hát đó rồi, nhưng mà các bạn lao đầu vào các bạn hát, một vấn đề phát sinh ra mình gặp nhiều lắm, đó là cái tông giọng nó không hợp. Mà xong rồi quay qua hỏi thầy ơi cái tông giọng của em là gì vậy, sao em hát bài này hát em hát không nổi, cao quá. Ví dụ thầy ơi cái tông của em là gì vậy, thì cái đó là một cái mà các bạn phải trang bị cho mình những cái kiến thức về thanh nhạc để các bạn có thể biết với cái bài nhạc này mình nên hát tông của ca sĩ nào. Không? Ví dụ như mình là tông nữ thì mình hát tông của tông nữ, chứ mình đừng có hát tông của tông nam. Nó phân chia ra tông giọng là tông nữ hoặc tông nam, hoặc là tông cao và tông thấp. Ví dụ như giọng của Bùi Anh Tuấn là nam cao, thì ví dụ giọng mình là nam trung thì thôi đi, mình hát những cái một mình hạ tông xuống cho nó phù hợp với giọng mình, đúng không? Và hoặc là mình chọn những cái ca sĩ nào đó với dòng nhạc, với thể loại nhạc đó nhưng mà nó thấp thôi. Đó, thì chúng ta phải trang bị cho mình kiến thức thanh nhạc, đúng không? Để chúng ta có thể sử dụng nó vào trong việc chọn lựa bài cho nó phù hợp, hay là chọn lựa cái cao độ giọng hát.
Rồi tiếp theo á là về kỹ năng thì chúng ta phải học về kiến thức thanh nhạc để chúng ta rèn luyện làm sao cho giọng hát, chúng ta phải hiểu được cái giọng hát của mình, hiểu được là giọng mình dư cái gì, thiếu cái gì, làm sao để cho cái giọng của mình nó hay hơn. Và chúng ta phải học tập, chúng ta phải tập luyện trao dồi, chúng ta phải đi học, chúng ta phải tập luyện những kỹ năng kiến thức thanh nhạc, thì lúc đó giọng của chúng ta sẽ càng ngày càng hay hơn, đúng không? Bẩm sinh ra thì nếu may mắn chúng ta có được cái tài, cái giọng hát hay thì không nói, thì chúng ta có thể xài được một quá trình. Nhưng mà một cái quá trình sao mà chúng ta xài hơi bị lố, xài hơi bị phí, thì bắt buộc chúng ta phải học kỹ năng thanh nhạc để bảo vệ cái giọng hát mình. Đó là nếu như các bạn có tài, bảo vệ giọng hát xài được lâu hơn. Còn nếu như mà các bạn sinh ra mà giọng hát của bạn không phải là hơn người, bình thường giống như mình, giọng bình thường lắm, thì chúng ta phải rèn luyện, rèn luyện ngay từ ban đầu luôn, để cho giọng hát của mình càng ngày càng nó càng có một cái sự phát triển, càng ngày nó càng hay hơn, nó điêu luyện, nó tinh tế và nó khéo léo hơn, thì lúc đó thì chúng ta sẽ hát hay hơn, đúng không? Bởi vì chúng ta đã có được kiến thức và kỹ năng thanh nhạc để áp dụng vào trong cái dòng nhạc, cái thể loại âm nhạc nó phù hợp với mình. Bây giờ dòng nhạc phù, thể loại âm nhạc phù hợp mà, bài hát phù hợp nè, rồi bây giờ kỹ năng thanh nhạc cũng ok luôn nè, thì đương nhiên là giọng chúng ta sẽ lên một cái level thứ hai. Ok, và sau đây chúng ta sẽ đến với cái level thứ ba. Level thứ ba là gì? Khi mà chúng ta đã có được cái bài nhạc nó phù hợp, chúng ta đã có kỹ năng thanh nhạc hỗ trợ rồi, nhưng mà còn một cái yếu tố mà cực kỳ quan trọng luôn, đó là yếu tố về mặt tinh thần. Tinh thần đó là sao? Thường là các bạn bị vấp phải một yếu tố đó là lo lắng, sợ hãi, nôm na là mình thiếu tự tin trong việc thể hiện cái bài nhạc, cái cá tính âm nhạc, cái giọng hát của mình, thiếu tự tin. Khi mà mình hát một mình đóng cửa phòng lại, mình tắt đèn đi, ở trong một không gian tăm tối, thì tự nhiên là mình hát hay lắm nha, hát hay lắm, không thể, mình không ngờ luôn, feel quá feel luôn. Nhưng mà mở đèn sáng lên một cái là thấy mình trong gương là bắt đầu có cảm giác quýu rồi đó. Đó, thấy mình đứng trong cái gương là bắt đầu biết có, tự nhiên có người thứ hai trong gương. Đó, bắt đầu thấy cảm giác quýu rồi, bắt đầu có người thân xung quanh mà ở trong nhà mình mà thì họ nghe được, họ nghe mình hát kỳ lắm, mình hát có hay đâu, mình hát không có hay. Cái sự thiếu tự tin, cái sự lo sợ bắt đầu nó trỗi dậy lên. Và sau đó là chúng ta lại tiếp tục, chúng ta lại đứng trước bạn bè đám đông ha, thì cái sự thiếu tự tin nó càng ngày càng nhiều đi. Vì vậy là làm sao? Yếu tố mà chúng ta phải giữ được cái tinh thần, giữ được cái tự tin, nôm na là nâng cái level tự tin của mình lên. Đó là một cái quá trình trải nghiệm, phải gan làm đi. Phải nhớ là cái gì, không gì là không thể, chúng ta thất bại chúng ta làm lại, làm tới khi nào một lúc là chúng ta sẽ thông thường thói quen, chúng ta quên luôn đi cái nỗi sợ của mình. Chúng ta phải làm, chúng ta phải vượt qua cái nỗi sợ của mình, chúng ta phải chiếm hữu lấy cái sự tự tin của mình. Đừng lo lắng gì cả, bởi vì chưa chắc là những cái người ngồi nghe kia hát hay hơn mình đâu. Những người ngồi nghe được, họ chỉ có tài chém gió, hoặc là họ chỉ có tài phán thôi, chứ còn việc mà hát hay không phải ai cũng hát được, tài năng không phải ai cũng hát được. Và có những người hát hay hơn mình nhưng chưa chắc họ hiểu biết về âm nhạc như mình đâu, bởi vì mình là người có đi học, mình là người có nghiên cứu, có nỗ lực, có trải nghiệm. Còn nhiều người họ hát hay bẩm sinh, chưa chắc là họ đã hiểu về âm nhạc như mình. Đó, chúng ta phải tin tưởng vào bản thân của mình, chúng ta phải mình đã quyết tâm, mình đã có sở thích, đã có đam mê thì mình phải tập luyện đến khi nào nó tự tin tuyệt đối luôn. Đó, thì đó là ý nghĩa của việc hát hay. Và nếu như chúng ta thực hiện được việc đó, chúng ta hát hay được, chúng ta thỏa mãn một cái sở thích, thỏa mãn một cái đam mê của mình, thì đó là ý nghĩa của cuộc sống. Cuộc sống của mình là gì? Sống để thỏa mãn cái nhu cầu của mình. Nếu bạn có sở thích, mong muốn hát hay và hay hơn nữa, nếu bạn muốn hát, muốn thể hiện một lần trên sân khấu và có những tràng pháo tay cho dù ít người cũng được, và nhiều người càng tốt, thì các bạn phải làm. Ok, phải dấn thân và phải học tập và phải
sống thật là ý nghĩa. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video với ba yếu tố của Hát Hay. Chúc các bạn sẽ thành công và tự tin hơn nè, và học thêm kỹ năng thanh nhạc đi, và cuối cùng là hãy lựa chọn cái chất nhạc và cái dòng nhạc mà là phù hợp với mình để mình có thể thể hiện cá tính một cách tự tin nhất. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.